Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kỳ Quy Truyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 257, Chu Nguyên khổ chiến biên tuyền, đại nhật trảm thánh toa, chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Trong chốc lát, nguyên khí cùng sức mạnh thần hồn quấn quanh, cuối cùng dung hợp thành một luồng sức mạnh càng thêm khổng lồ, tràn ngập ở trong cơ thể của Chu Nguyên. Địa Thánh Văn cũng đồng thời bị Chu Nguyên thôi động, trong lúc nhất thời, sa mạc chấn động từ chỗ sâu trong đó có một loại sức mạnh trầm trọng mà khổng lồ cuồn cuộn vọt tới cuối cùng tiến vào trong thân thể của chu nguyên sau rất nhiều thủ đoạn được chu nguyên thi triển ra uy áp bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn kia cũng đang liên tục tăng lên đối mặt với biến hóa trùng điệp không dứt này của của chu nguyên sắc mặt của uyên tuyền kia lại vẫn cực kỳ đạm mạc hắn cũng không có lộ ra biểu cảm quá mức kinh ngạc chỉ gật gật đầu hứng hờ bình phẩm không sai khó trách xích lưu lại thất bại dưới tay của ngươi nhưng nếu chỉ có như thế này hôm nay bộ da này của ngươi chắc chắn sẽ thuộc về ta rồi ngay khi giọng nói của uyên tuyền vừa dứt thì chỉ trong nháy mắt bóng người của hắn đã nhanh chóng biến mất giống thôn thôn phát ra tiếng gào thét nghiêm nghị thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên chỉ thấy hư không bị cự chảo lóe ra ánh sáng màu đen kia của nó trực tiếp xé rách ra mà ngay khi cự chảo màu đen đập xuống thì hư không rung chuyển một phần sáng màu vàng hiện lên cây kích lớn màu vàng ống tựa như là hóa thành một con rồng vàng gào thét cuốn theo sức mạnh bằng bạc vô biên đánh thẳng về phía cự chảo màu đen kia keng có tiếng kim loại vang lên hư không tầng tầng vỡ nát kết quả sau cùng không ngờ lại là cây kích lớn màu vàng óng không nhúc nhích tí nào trái lại thân thể khổng lồ của thôn thôn lại bị chấn động đến liên tục lùi lại lân phiến màu vàng trên thú chảo đều vỡ nát ra thú huyết vùng vãi, cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ trên cự chảo làm cho thôn thôn gầm thét vang vọng trong đôi mắt thú tràn đầy hung quang của sự bạo ngược cho dù là thánh thú thì cũng chỉ là một xúc sinh mà thôi bên tuyền bước ra từ trong hư không nhìn thoáng qua thôn thôn đang gào thét với ánh mắt mỉa mai rồi thản nhiên nói yên tâm chờ ta lột da của chu nguyên kia cong thì con thánh thú nhà ngươi cũng đừng hỏng chạy thịt của thánh thú quá quý hiếm không biết hương vị thế nào hôm nay ta phải thử mới được ông đúng vào lúc này hư không sau lưng uyên tuyền bỗng nhiên vỡ nát ngòi bút sắc bén mãnh liệt bắn ra cuốn theo uy thế mênh mông mang theo vô số tàn ảnh bao trùm tất cả những chỗ yếu hại ở quanh người uyên tuyền mặc dù đòn đánh kia xuất hiện đột ngột nhưng uyên tuyền lại không hề có vẻ gì là bất ngờ cả chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng rồi cây kích lớn màu vàng óng trong tay đột nhiên lắc một cái tựa như là dòng ra biển lớn một vệt sáng màu vàng lướt qua nhanh chóng chạm phá vô số tàn ảnh cuối cùng tinh chuẩn không gì sánh được chạm ở trên chỗ ngoài bút lập tức có tiếng kim loại va chạm vang vọng hoa lửa văng khắp nơi cây kích lớn màu vàng óng chém xuống trực tiếp là đánh tan tác nguyên khí trên ngoài bút màu đen làm cho vô số sợi lông tơ trên đó đứt gãy bắn tung tóe chỉ có điều vô số lông tơ màu đen bắn ra kia lại hóa thành ức vạn cây gai màu đen mang theo sát cơ nồng đậm lại lần nữa phủ xuống đánh tới uyên tuyền chút tài mọn uyên tuyền dẫm mạnh bàn chân của mình một cái hư không lập tức sụp đổ khí áp kinh khủng phun trào làm cho vô số cây gai màu đen do lông tơ biến thành kia trực tiếp bốc hơi phân sơn kim trảm tùy tiện phá giải đòn tấn công đến từ vô số lông tơ kia uyên tuyền quay người lại cây kích lớn màu vàng ống tiếp tục vung ra tự như là cầu vồng xuyên qua hư không lấy tốc độ nhanh đến mức không có cách nào để tưởng tượng chém thẳng xuống đầu của chu nguyên dù một chảm kia còn chưa rơi xuống nhưng trong sa mạc ở phía dưới đã xuất hiện một đường vết nứt thật sâu dài chừng mấy ngàn dặm cảm nhận được uy áp từ đòn tấn công này lông tơ toàn thân chu nguyên lập tức dựng thẳng đứng lên quyên tuyển này nhìn như tùy ý chém một cái nhưng uy năng kia lại còn khủng bố hơn cả một đòn toàn lực của xích lưu kia không cần nghĩ chu nguyên cũng cảm giác được một chém này thậm chí đủ để đánh trọng thương hắn đại Viêm ma có cảm giác như thế Chu Nguyên sao dám khinh thường, hắn rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành viêm ma thể, sóng nhiệt cuồn cuộn, tỏa ra bốn phía, vạn kinh. Cùng lúc đó, hắn còn đồng thời huy động thiên nguyên bút, tất cả sức mạnh ở trong cơ thể của hắn đều được điều động, từ trong hư không ở sau lưng có vô số hư ảnh cổ kinh khổng lồ chui ra, sau đó nghênh tiếp đòn tấn công kia. Keng, một tiếng nổ lớn đinh tai vang lên, theo sát mà đến chính là một cơn lốc kinh khủng kia, cuốn cát vàng ở trong sa mạc bay lên đầy trời từng cồn cát như người khổng lồ ở chung quanh kia cũng trực tiếp là bị san bằng âm uhm, chu nguyên mãnh liệt bắn ngược trở ra thân thể đánh vỡ không khí mang theo tiếng nổ ầm ầm bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút kia của hắn cũng đã bị áp lực đánh cho nứt toác máu tươi cuồn cuộn chảy xuống thân thể của hắn trực tiếp là rơi vào trong sa mạc những tiếng nổ lớn liên tục vang lên cuối cùng dấu vết để lại ở trong sa mạc chính là một con sông dài mấy trăm dặm và một hố cát thật sâu hiển nhiên là trong lần đối chiến này nguyên tuyền chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối Uyên Tuyền nhìn qua Chu Nguyên bị đánh vào trong hồ cát, biểu cảm mỉa mai trong mắt càng thêm nồng đậm. Uyên, chỉ có điều đúng vào lúc này, hư không vỡ nát, bóng ma khổng lồ thoát ra, tiếng thú gào đinh tài nhức óc vang lên, móng vuốt sắc bén của thôn thôn bị một quầng sáng màu đen bao trùm và đang nhanh như chớp, vồ xuống phía sau lưng của Uyên Tuyền. Nhưng khi móng vuốt kia lướt qua, bóng người của Uyên Tuyền lại mờ dần rồi tiêu tán, rõ ràng là một tàn ảnh. Thôn thôn giật mình rồi đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng, bởi vì nó cảm giác được uyên tuyền kia đang lao xuống chỗ chu nguyên ở phía dưới hiển nhiên là dự định tập trung sức mạnh giải quyết chu nguyên trước nhưng tốc độ của uyên tuyền quá nhanh cơ hồ như là thuấn di trực tiếp xuất hiện ở trong hồ cát to lớn kia hắn cười nhạt nói ta cũng không biết ngươi lấy lá gan ở đâu ra để tới tìm ta nhưng mà ngay khi lời của hắn vừa dứt thì trong hồ sâu to lớn này đột nhiên có từng nguyên văn nổi lên phun ra nuốt vào nguyên khí tản ra ba động kinh khủng uyên tuyền lông mày nhíu lại nói ồ thế mà lại vẫn còn kịp bay ra tầng tầng bẫy dập bằng nguyên văn ở chỗ này hay sao? Đáng tiếc, vẫn chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Biểu cảm mỉa mai trong mắt Viên Tuyền càng thêm nồng đậm, sau một khắc, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, có một luồng sức mạnh giống như nóng bỏng cùng lạnh lẽo dung hợp đột nhiên ầm vang bộc phát. Âm, um, âm, um, khí áp bộc phát ra làm cho cát bay tung tóe, hố cát lại lần nữa khoách trương, tựa như là tạo thành vực sâu không thể đáy, mà những bẫy dập bằng nguyên văn kia cũng bị nguồn sức mạnh kia càn quét phá hủy giống như là gió thu quét lá vàng vậy trước đây chu nguyên chính là dựa vào vô số bẫy dập bằng nguyên văn này lừa xích lưu một phố đánh cho người sau trọng thương nhưng hôm nay khi dùng để đối phó với uyên tuyền thì những bẫy dập này lại bị người sau tùy tiện càn quét bởi vậy có thể thấy được tranh lệch giữa hai bên là khổng lồ bực nào sau khi đánh vỡ rất nhiều bẫy dập bằng nguyên văn trong mắt uyên tuyền có sát ý băng lãnh lướt qua trong một cái chớp mắt tiếp theo hắn không còn cho chu nguyên chút thời gian nào để phản ứng cây kích lớn màu vàng óng trong tay trực tiếp là chấn vỡ hư không lao ra trong nháy mắt ánh sáng màu vàng gào thét nhanh như chấp xuyên thủng thân thể của trung nguyên đóng chặt hắn xuống dưới đáy hố sâu và lúc này toàn sa mạc tựa như là đều chấn động một cái còn tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta một chút cảm xúc vui vẻ nữa chứ ai ngờ bên tuyển mặt không thay đổi nhìn qua bóng người bị cây kích lớn màu vàng óng xuyên qua kia có chút thất vọng lắc đầu thôi được sớm một chút giải quyết thì cũng có thể tiết kiệm đỡ lãng phí thời gian hắn xoe bàn tay ra định thu hồi cây kích lớn màu vàng ống kia, chỉ có điều cũng chính là ở một cái chớp mắt này, con ngươi của hắn chợt có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy toàn thân Chu Nguyên bị cây kích lớn màu vàng ống đóng dưới đáy hố kia đột nhiên biến thành màu bạc. Sau đó, Chu Nguyên màu bạc giơ bàn tay lên, trong một cái chớp mắt tiếp theo, trong tay áo có quần sáng bảy màu lấp lóe, có tiếng kiếm ngân vang lên. Ông, theo sau tiếng kiếm ngân vang lên còn có từng luồng kiếm khí bảy màu, trong một cái chớp mắt kia, ánh sáng bảy màu rực rỡ bao trùm vùng chân trời này khí tức sắc bén kia bộc phát ra làm cho người ta có cảm giác ngay cả mây trên chín tầng trời cũng có thể bị nó cắt đứt mà đồng thời hình như có một giọng nói nhỏ vang lên thất thải chạm thiên kiếm quang cửu kiếm quy tông kiếm khí bảy màu phá không bắn thẳng về phía uyên tuyền một luồng tiếp một luồng thình linh đã đạt số lượng chín cực hạn của thất thải chạm thiên kiếm quang ông tiếng kiếm ngân tràn ngập thiên địa chín kiếm khí bảy màu phóng lên tận trời khí tức sắc bén bộc phát trong chốc lát kia tự như là có thể chém rách thiên khung kiếm khí bảy màu này tự nhiên chính là thất thải trảm thiên kiếm quang mà Trung Nguyên tu luyện, chỉ có điều, trong dị vãng, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không có cách nào để làm cho chín luồng kiếm quang đều đồng thời xuất hiện, tự nhiên cũng khó có thể phát huy uy lực của bộ nguyên thuật này đến mức cực hạn, nhưng nhờ vào việc bế quan 2 năm, bây giờ, thất thải trảm thiên kiếm quang này cuối cùng là có thể hiển lộ sự bất phàm của nó rồi, chín luồng kiếm khí bảy màu phá không bay ra, rồi ở trong không trung, chúng nhanh chóng tương dung, trong lúc mơ hồ tựa như là tạo thành một thanh trường kiếm giống như là làm bằng tinh thạch bảy màu ngay khi vừa mới xuất hiện thì thanh trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu kia đã lấy tốc độ nhanh đến mức không có cách nào để tưởng tượng cuốn theo khí tức sắc bén đến mức không có cách nào để hình dung xuất hiện ở trước mặt uyên tuyền rồi hung mãnh đâm xuống đòn phản công lăng lệ đột nhiên xuất hiện làm cho uyên tuyền kia cũng hơi bất ngờ khí tức sắc bén đập vào mặt kia cũng làm cho trong mắt của hắn lần đầu xuất hiện biểu cảm kinh ngạc chưa nói đến uy lực nhưng khí tức sắc bén vô kiên bất tồi tỏa ra từ bộ nguyên thuật này lại khá kinh người trong ánh mắt của uyên tuyền có hào quang lấp lóe hai bàn tay đột nhiên khép lại nguyên khí manh mông hội tụ tới giữa hai lòng bàn tay trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu hung mãnh đâm đến kia thì là vừa vặn bị hai bàn tay đột nhiên khép lại này ngăn chặn không tiến thêm được nữa hai luồng sức mạnh đang điên cuồng so đấu trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu chậm rãi tiến lên mũi kiếm sắc bén cắt hư không ý đồ xông ra khỏi sự phong tỏa từ hai bàn tay của uyên tuyền xuyên thủng thân thể của người sau nhưng nó chung quy vẫn là coi thường số lượng tinh thể nguyên khí kinh khủng kia của uyên tuyền cả hai rằng co kéo dài tới mười mấy phút ngay khi mũi kiếm của thanh trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu kia chạm đến áo giáp màu vàng trên người uyên tuyền thì một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện nhưng cùng lúc đó hai bàn tay của uyên tuyền đột nhiên hợp lại trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu hội tụ toàn bộ thực lực của chu nguyên chính là bị hắn trực tiếp ép tới vỡ nát ra bộ nguyên thuật này không hề tệ đâu chỉ có điều đây chính là đòn phản công mà nguy hao tổn tâm cơ bộc phát hay sao nói thật ra cái này khiến ta có chút thất vọng đó nhìn qua hóa thành vô số điểm sáng do bảy màu tinh kiếm vỡ nát bay ra từ trong lòng bàn tay uyên tuyền cười nhạt một tiếng chỉ có điều lời này vừa dứt thì hư không phía sau người hắn bỗng nhiên lặng lẽ vỡ nát ra một quầng sáng bảy màu đột nhiên mãnh liệt bắn ra lấy một loại tốc độ kinh người xe rách hư không bắn thẳng về phía uyên tuyền không ngờ lại là một thanh trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu khác biến hóa đột nhiên xuất hiện quá mức bất ngờ khiến cho ngay cả uyên tuyền kia đều không có thời gian phản ứng thanh trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu sắc bén kia đã chém thẳng lên trên áo giáp màu vàng bên ngoài thân thể của uyên tuyền keng tiếng kim loại to rõ vang lên trong hư không không gian ở xung quanh bị kiếm khí sắc bén xoắn nát và lúc này sắc mặt của uyên tuyền cũng có chút âm trầm hắn đấm ra một quyền nguyên khí manh mông bạo động dưới một quyền này cả chân trời tựa như đều là sụp đổ mà trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu kia thì là bị một quyền của hắn trực tiếp đánh cho tan nát uyên tuyền quay đầu nhìn qua nơi nào đó trong hư không chỉ thấy không gian ở nơi đó hơi ba động rồi một bóng người nổi lên chính là chu nguyên rồi uyên tuyền lại đưa mắt nhìn về phía chu nguyên đang bị cây kích lớn màu vàng óng đóng nhập sâu trong lòng đất và đã nhìn thấy chu nguyên kia đã hóa thành một bộ khôi lỗi màu bạc hiển nhiên chu nguyên lấy khôi lỗi này hấp dẫn sự chú ý của hắn mà bản thể của người trước thì là trốn đi tùy thời tìm kiếm sơ hở để đánh lén hắn trong mắt viên tuyền có sát ý nồng nặc dâng lên bởi vì đòn đánh lên bằng trường kiếm bằng tinh thạch bảy màu kia lúc trước của chu nguyên cũng không hoàn toàn là không có hiệu quả gì và lúc này áo giáp màu vàng trên thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện vết rách vết rách đang nhanh chóng lan tràn cuối cùng khiến cho áo giáp triệt để vỡ nát ra hóa thành vô số điểm sáng bay đầy trời cảnh tượng ngược lại là vô cùng hoa mỹ thật không ngờ ngươi lại có thể phá vạn lần kim giáp thuật của ta xem ra ta thật sự là đánh giá thấp thực lực của con chuột nhỏ nhà ngươi rồi nhìn chăm chăm vào bản thể của chu nguyên uyên tuyền trầm giọng nói con thỏ gấp cũng sẽ cắn người đúng không chu nguyên ngược lại là cũng không thèm để ý đến sát ý làm cho người ta dùng mình trong mắt uyên tuyền hắn cười cười nói chỉ có điều trong lòng của chu nguyên khó tránh khỏi việc trầm xuống lần phục kích lúc trước vốn là muốn tạo thành một chút thương thế cho uyên tuyền nhưng hắn còn đánh giá thấp thực lực của người sau chín luồng thất thải chảm thiên kiếm quang cùng đánh ra lại chỉ vẻn vẹn có thể chạm vào áo giáp màu vàng bên ngoài thân thể của uyên tuyền mà thôi uyên tuyền lắc đầu nói vậy sau khi cắn người xong, kết quả của con thỏ kia là gì, ngươi cũng hẳn là biết được chứ. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhét lên tạo thành một nụ cười dữ tợn, Uyên Tuyền vung bàn tay lên, cây kích lớn màu vàng óng mãnh liệt bắn lên và quay về, rơi vào trong tay hắn. Sau đó Uyên Tuyền lang không dỡ một cái, có gợn sóng do nguyên khí bộc phát ra. Ngay sau đó, giọng nói hờ hững của Uyên Tuyền đột nhiên vang lên. Thánh trúc pháp vực, huynh, và lúc này, lấy Uyên Tuyền làm tâm điểm, pháp vực màu xám trắng đột nhiên hiện ra và nhanh chóng khuếch tán, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả vùng trời đất này, Chu Nguyên cùng thôn thôn đang trốn trong hư không cũng bị pháp vực cả ra, cảm giác áp bách kinh khủng lan tràn ra từ trong pháp vực, làm cho trong ánh mắt của một người cùng một thú hiện lên biểu cảm ngưng trọng, trong pháp vực, một luồng sáng màu xám trắng hiện lên rồi nhanh chóng tạo thành một ngọn nến to lớn màu xám trắng ở giữa hư không, trên đầu ngọn nến có một ngọn lửa bốc lên, nó không có màu đỏ hay vàng như các ngọn lửa bình thường khác, mà là có màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác âm u khi ngọn lửa này xuất hiện thì chu nguyên có cảm giác thần hồn của mình có chút nhói nhói hiển nhiên là cảm ứng được nguy hiểm cực lớn ngọn nến to lớn màu xám trắng đứng sừng sững ở giữa pháp vực sáp nến nhỏ xuống trong nháy mắt biến thành một hải dương màu xám trắng chu nguyên ngưng trọng nhìn chăm chăm vào hải dương sáp nến kia bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng ở chỗ sâu kia thần hồn đạt đến du thần cảnh thật đúng là có chút nhạy cảm đó nhìn thấy cảnh tượng này uyên tuyển mỉm cười nói chợt bàn tay của hắn khẽ nhấc lên chỉ thấy hải dương sắp đến kia đột nhiên cuốn lên những con sóng lớn cao vạn trượng mà lúc này trung nguyên cùng thôn thôn mới nhìn thấy ở dưới đáy biển kia đúng là có từng bóng dáng giống như người giống như hú những cái bóng này bị sắp nến thật dày bao bọc ánh mắt trống rỗng đây là sức mạnh của thánh trúc pháp vực của ta chỉ cần bị phong ấn ở trong pháp vực thì sẽ trở thành khôi lỗi tượng sáp từ nay về sau sinh tử do ta khống chế nhìn qua những bức tượng sáp kia ánh mắt của uyên tuyền có chút nóng bỏng đây đều là chiến lợi phẩm mà ta đã tích lũy suốt nhiều năm qua, thế nào, rất mỹ lệ phải không?" Nói xong, Uyên Tuyền quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Chu Nguyên và Thôn Thôn, nụ cười trên mặt càng khiến cho người ta run sợ thêm, "Sau hôm nay, các người cũng sẽ trở thành một thành viên trong bộ sưu tập của ta, có phải cảm thấy đây là một chuyện để cho người ta rất mong đợi hay không?" Sắc mặt của Chu Nguyên hơi khó coi, nếu như là thật sự bị gia hỏa này làm thành tượng xác, vậy thật sự là một chuyện để cho người ta có cảm giác sống không bằng chết. Thôn Thôn cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ đôi mắt thú liếc nhìn chu nguyên một chút hiển nhiên là đang nói tiếp xuống làm sao bây giờ chu nguyên cao mày đối mặt với loại cường địch này ngay cả hắn đều cảm giác đặc biệt đau đầu muốn thắng trận chiến đấu này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì mà trong khi một người cùng một thú còn đang tính toán cơ hội thắng của lần chiến đấu này thì uyên tuyển kia lại nở nụ cười mỉa mai rồi vung tay áo lên sau một khắc trong hải dương sắp đến kia vô số bức tượng sắp đột nhiên chậm rãi chuyển động rồi chúng nhanh chóng tạo thành một đại quân tượng sắp xông ra đánh thẳng về phía chu nguyên và thôn thôn cảnh tượng kia thật là tráng quan tới cực điểm nhưng cảnh tượng này rơi vào trong mắt của chu nguyên cùng thôn thôn lại làm cho cả hai cảm thấy có chút tê cả da đầu thực lực của uyên tuyền này đúng là quá đáng sợ rồi dưới đáy biển bằng sáp nến vô số bức tượng sáp giống như người giống như thú kia giống như là một cơn lũ trào lên trong cơ thể của bọn chúng đều có ba động nguyên khí cường hoành phát ra tuy rằng không mạnh mẽ bằng khi còn sống nhưng chỉ vậy thì cũng không thể khinh thường đại quân tượng sáp phá không bay ra cuốn theo khí tức sát phạt đánh thẳng tới chu nguyên và thôn thôn mà đối mặt với loại trùng sát đại quy mô kia trung nguyên cùng thôn thôn cũng không dám thất lễ cả hai lập tức thôi động nguyên khí tiến lên ngành tiếp chu nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay từ chỗ ngoài bút có vô số sợi lông tơ mãnh liệt bắn ra tựa như là xiềng xích vậy lọt vào trong đại quân tượng sáp lông tơ xiềng xích quét ngang giống như là một chiếc cối say gió vậy xoắn nát rất nhiều tượng sáp ăn mòn đồng thời trung nguyên chấn động thiên nguyên bút có vô số sợi lông tơ nhỏ bé đến mức mắt thường không thể thấy được bay xuống tản vào bốn phía chui vào trong thân thể của rất nhiều tượng sáp những sợi lông tơ này hấp thu nguyên khí ở trong cơ thể của bọn chúng cuối cùng chúng giống như là chim bay vào rừng vậy rút về thu lại vào trong thiên nguyên bút truyền nguyên khí vừa hấp thu được vào trong cơ thể của chu nguyên chuyện này làm cho nguyên khí của chu nguyên từ đầu đến cuối duy trì ở trạng thái tràn đầy ngân ảnh chỉ có điều cái này hiển nhiên còn chưa đủ chu nguyên lại tiếp tục thi triển một chiều khác chỉ thấy ngân ảnh trước đây bị uyên tuyền đóng vào chỗ sâu trong sa mạc hóa thành một vệt sáng màu bạc mãnh liệt bắn ra chất lỏng màu bạc trên thân thể nhúc nhích chữa trị thương tích lúc trước sau đó cũng trực tiếp sát nhập vào trong đại quân tượng sáp giống tiếng gầm gừ như sấm của thôn thôn vang lên cự trào vung vẩy hư không vỡ vụn vô số tượng sáp bị chém vỡ ra một người một thú cùng một khôi lỗi tung hoành dưới sự vây giết của đại quân tượng sáp giống như là núi đá nguy nga đứng sừng sững không nhúc nhích tí nào mà uyên tuyền thì là đứng ở giữa hư không nhìn qua cảnh tượng bên dưới, lẩm bẩm đã đi vào thánh trúc pháp vực này của ta thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Huỳnh, huỳnh, trận kịch chiến tiếp tục kéo dài nhưng Chu Nguyên lại dần dần cảm giác được chuyện có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện mặc dù bản thân đánh từ nãy đến giờ nhưng số lượng tượng sáp tựa hồ cũng chưa từng giảm bớt. Lúc này, hắn dùng thần hồn quan sát và lập tức nhìn thấy những bức tượng sáp bị đánh nát kia, rất nhanh lại sẽ chui ra ngoài từ đáy biển kia. Đây cơ hồ là cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn giết cũng không bao giờ hết chu nguyên trong mày đưa mắt nhìn về phía thôn thôn trong một cái chớp mắt này hắn mơ hồ cảm giác được trên thân thể của người sau tựa hồ có ba động đặc thù gì đó xuất hiện chỉ có điều loại ba động này quá mức mịt mờ cho dù thần hồn của chu nguyên đã đạt tới cấp độ du thần cảnh thì cũng khó có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng của chu nguyên cẩn thận cũng không có ném chuyện mình vừa phát hiện ra sau ót sau khi trầm ngâm trong phút chốc thì hắn quyết định vận chuyển phá trướng thánh văn cảnh tượng trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa và thông qua đó hắn rốt cục cũng phát hiện nơi phát ra loại ba động mịt mờ ở trên thân thể của thôn thôn kia đó là những điểm lấm tấm màu xám trắng những điểm lấm tấm kia như là sáp nến trên thân thể những bức tượng sáp này vậy sau khi bọn họ đánh nát tượng sáp thì sáp nến này sẽ xâm nhập vào trong thân thể bọn họ càng phá hủy nhiều thì lượng sáp nến trong thân thể sẽ càng tăng thêm dần dần trở nên nồng hậu dày đặc nhìn qua giống như là khi sáp nến dày đến trình độ nhất định thì sẽ triệt để che lấp tất cả khí tức cuối cùng làm cho bọn họ hóa thành một tồn tại tương tự như là những bức tượng sáp ở trước mắt này vậy sau khi suy nghĩ rõ tiền căn hậu quả chu nguyên đột nhiên cảm thấy lạnh cả người và lúc này hắn mới minh bạch điểm phiền toái nhất của những bức tượng sáp này nếu như đánh vỡ nát quá nhiều bản thân sẽ bị cảm nhiễm cuối cùng hóa thành tượng sáp chu nguyên vội vàng cúi đầu nhìn về phía trên thân thể của mình quả nhiên cũng phát hiện mấy điểm lấm tấm màu xám trắng ở trên người của hắn chu nguyên thử một số cách nhưng rồi phát hiện những điểm lấm tấm kia căn bản là không có cách nào để cảm giác vận chuyển nguyên khí cũng không thể tiêu trừ. Nếu như không phải là có phá trướng thánh văn, chỉ sợ trong lúc nhất thời thì bản thân cũng khó mà phát hiện ra nó được. Trách không được uyên tuyền kia ngồi nhìn bọn họ phá hủy đại quân tượng sáp, căn bản không thèm đi vào ngăn cản. Nguyên lai loại hành vi này của bọn họ chỉ là đang tự tìm đường chết mà thôi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lập tức truyền âm nói phát hiện này cho thôn thôn. Nghe được lời truyền âm của Chu Nguyên, thân thể của thôn thôn đang ra sức chém giết lập tức cứng đờ, đôi mắt thú có chút biến hóa, phát ra tiếng giống trầm thấp không có khả năng để mọi chuyện tiếp tục như thế này được nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục nếu không thì hôm nay cả hai chúng ta đều phải ngòm tại đây chu nguyên khẽ thở dài một tiếng cường giả pháp vực đệ tam cảnh quả nhiên là quá phiền phức nguyên bản hắn còn tưởng rằng nếu bản thân cùng thôn thôn liên thủ thì tốt xấu gì vẫn có thể chống lại một chút nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn quá đề cao thực lực của bản thân bọn họ cơ hồ là vừa ra tay đã bị ép vào thế hạ phong không có cách nào cả tranh lệch cảnh giới giữa hai bên là quá lớn bất luận là hắn hay là thôn thôn cũng chỉ có tu vi tương đương với pháp vực đệ nhất cảnh bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu thậm chí chiến thắng pháp vực đệ nhị cảnh nhưng lại rất khó lấy thủ đoạn bình thường để đối phó với pháp vực đệ tam cảnh tu vi nguyên anh cảnh trung quy vẫn là quá thấp chỉ có điều đối với chuyện này chu nguyên cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ tuy rằng nguyên anh của hắn đã có chiều cao chín tấc bảy dù mạnh mẽ nhưng trung quy lại thì vẫn chỉ là nguyên anh mà thôi nếu như hiện tại hắn có thể đột phá đến pháp vực cảnh hắn có nắm chắc đánh cho uyên tuyền này hoài nghi nhân sinh đột phá đến pháp vực kỳ thật không quá khó chu nguyên đã sớm có loại cảm giác đột phá kia nhưng bởi vì yêu yêu đã từng nhắc nhở hắn nguyên anh chưa đột phá cực hạn thì không thể thử mở pháp vực tuy rằng yêu cầu này thật là khiến cho người ra có chút khó hiểu nhưng từ sự tín nhiệm đối với yêu yêu chu nguyên vẫn luôn cố gắng hoàn thành yêu cầu này hắn biết yêu 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 cầu mình như thế tất nhiên là có nguyên nhân cực kỳ trọng yếu hắn nhớ rất rõ ràng khi nhắc đến yêu cầu này sắc mặt của yêu yêu cực kỳ nghiêm túc đột phá không được thì cũng chỉ có thể thay thủ đoạn ánh mắt của chu nguyên trở nên tĩnh mịch trong tình huống hiện tại muốn dùng thủ đoạn bình thường để phá cục hoàn toàn chính là ý nghĩ hão huyền dù sao lúc trước hắn cùng ngân ảnh đồng thời thi triển ra chín luồng thất thải trảm thiên kiếm quang kết quả vẹn vẹn chỉ là có thể phá hủy áo giáp màu vàng bên ngoài cơ thể của đối phương mà thôi mà bây giờ uyên tuyền có phòng bị loại cơ hội tập kích bất ngờ kia không còn khả năng lại có nữa thôn thôn cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy hai người chúng ta chỉ sợ đều sẽ biến tượng sáp hiện tại ta có một tấm át chủ bài có điều lá bài tẩy này e rằng cũng chỉ có thể phát động một lần mà thôi hắn không chết chính là chúng ta chết có dám đánh cược hay không chu nguyên truyền âm hỏi thôn thôn nổi giận gầm lên một tiếng ngươi nói hai người là có ý gì tên hỗn đàn chu nguyên này đến tận lúc này rồi mà lại vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của nó chỉ có điều từ trong tiếng giống của thôn thôn chu nguyên cũng hiểu lựa chọn của nó nó cũng không phải là kẻ chịu ngồi chờ chết nhưng là ta cần một chỗ an toàn tuyệt đối không thể bị quấy dày thời gian chuẩn bị át chủ bài này hơi dài nhưng bây giờ uyên tuyền kia nhìn chằm chằm vào chúng ta nếu như bị hắn phát hiện được ý đồ của chúng ta thì có thể sẽ ra tay quấy nhiễu chu nguyên cau mày lo lắng nói nghe được lời nói của chu nguyên đôi mắt thú của thôn thôn lấp lóe sau một khắc nó chạy đến bên cạnh chu nguyên rồi đột nhiên mở cái miệng lớn của mình ra ánh sáng màu đen thoáng hiện rồi nó nhanh chóng nuốt chu nguyên đang ngây ngốc xuống dưới vậy liền ở trong bụng ta chuẩn bị cẩn thận đi thôi trong hư không nhìn qua cảnh tượng này uyên Tuyền hơi nhíu mày một chút rồi hắn thản nhiên nói giả thần giả quỷ mặc dù không biết chu nguyên cùng thôn thôn muốn làm gì nhưng uyên tuyền cũng không thèm để ý độc nên đã lan tràn không cần chờ bao lâu nữa con thánh thú này cũng sẽ hóa thành khôi lỗi của hắn đến lúc đó chu nguyên vậy hẳn phải chết không nghi ngờ mà sau khi bị thôn thôn nuốt vào trong bụng chu nguyên lập tức cảm giác được bản thân ở vào trong một vùng không gian bóng tối ở chỗ này tựa hồ ngay cả cảm giác đều bị che giấu đây là không gian trong bụng thôn thôn hay sao chu nguyên có chút sững sờ trách không được thôn thôn kia nuốt đủ mọi thứ mà lại vĩnh viễn đều trông giống như là không lo vậy nguyên lai like trong cái bụng này hoàn toàn chính là tự thành không gian chỉ có điều hắn cũng không nghĩ nhiều ở nơi này có thể che đậy lại cảm giác bên tuyền kia cũng hẳn là không có cách nào để biết được tình huống của hắn mà bây giờ thời gian cấp bách đốm sắp xám trắng trên thân thể thôn thôn càng ngày càng nhiều nếu như lại kéo dài thêm thì chỉ sợ cũng không còn kịp rồi chu nguyên hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng hơn lúc trước hắn còn có tâm tình nói đùa cùng thôn thôn, cũng chỉ là muốn chấn an nó một chút mà thôi. Nhưng Chu Nguyên cũng rất rõ ràng tình huống hiện tại của bọn họ có hỏng bét đến mức nào, hắn cũng chỉ có một cơ hội để phản kích. Nếu như không được thì chỉ sợ bản thân thật sự là muốn lạnh. Chu Nguyên hướng lòng bàn tay lên, trong lòng bàn tay chợt có quang mang tụ đến, ẩn có bảy sắc màu lấp lóe. Mấy giây sau, có một cái thất thải lưu ly hồ lô giống như thực chất xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Chu Nguyên. Chiếc hồ lô bảy màu vừa hiện ra kia tựa như là do lưu ly tạo thành, nó lặng lặng đứng ở trong lòng bàn tay của Chu Nguyên, ẩn ẩn có một ba động cực kỳ thần diệu từ đó tản ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào Thất Thải Lưu Ly Hồ Lô trong lòng bàn tay của mình, trong mắt thì là có gợn sóng nổi lên. Hồ Lô này chính là do Thương Huyền Thất Thuật diễn hóa mà thành, mà Thất Thải Trảm Thiên Kiếm Quang cũng diễn biến ra từ trong Hồ Lô này. Lúc mới đầu khi Hồ Lô này vừa diễn hóa ra thì Chu Nguyên đã có một loại cảm giác, đây cũng không phải là hình thái cuối cùng chân chính của Thương Huyền Thất Thuật, chẳng qua là lúc đó không có cách nào để phỏng đoán đến những chuyện ở càng sâu đó là bởi vì muốn làm cho hồ lô hóa thành thực chất thì cần thỏa mãn một điều kiện đó chính là cần phải tu luyện thất thải trảm thiên kiếm quang tới cấp độ đại thành trong dĩ vãng chu nguyên cũng không thể đạt tới một bước này nhưng bây giờ thông qua hai năm tu luyện hắn đã có thể đồng thời thi triển chín luồng thất thải trảm thiên kiếm quang xem như thỏa mãn điều kiện cho nên lúc trước khi hắn vừa thi triển chín luồng thất thải trảm thiên kiếm quang thì trong một chớp mắt kia hắn liền cảm ứng được sự biến hóa của hồ lô đồng thời có rất nhiều tin tức đã từng bị ẩn giấu cũng hiện lên trong đầu của hắn sau khi sắp xếp xong xuôi những tin tức vừa đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của mình kia sắc mặt của chu nguyên cũng có chút chấn động hắn lẩm bẩm nói đây mới là hình thái cuối cùng của thương huyền thất thuật hay sao thương huyền lão tổ ngài che giấu đến thật là sau đó bởi vì dựa theo đoạn tin tức này thì muốn khởi động thất thải trảm thiên hồ lô này còn cần một điều kiện nữa mà điều kiện kia đúng là đã vượt quá dự kiến của chu nguyên không ngờ đó lại là tứ thánh văn không sai chính là tứ thánh văn tức đoạt xuống từ trên thương huyền thánh ấn kia pha trướng địa thánh thiên chu huyền vương chu nguyên làm sao cũng không ngờ được tứ thánh văn này vậy mà lại có liên hệ với hình thái cuối cùng của thương huyền thất thuật chỉ có điều ngẫm nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn có thể thông suốt thương huyền lão tổ đã từng chấp trưởng thương huyền thánh ấn mà thương huyền thất thuật cũng do hắn sáng tạo nếu như là nói giữa hai bên có thể có liên hệ gì thì cũng không phải là chuyện không thể nào dĩ vãng chu nguyên còn cảm thấy kỳ quái lấy cảnh giới thánh giả của thương huyền lão tổ mà nguyên thuật để lại cũng không đến mức đơn giản như vậy chứ bây giờ nhìn lại mới hiểu được bản thân vẫn là coi thường vị thương huyền lão tổ này chu nguyên tâm niệm vừa động chỉ thấy có bốn vầng sáng từ đỉnh đầu sông ra sau đó xoay quanh bốn phía sức mạnh thần diệu phát ra dẫn tới khu vực xung quanh hơi chấn động bốn vầng sáng này chính là tứ thánh văn ở trong cơ thể của hắn chu nguyên nhìn chăm chú vào tứ thánh văn rồi cũng không có quá nhiều trần chờ hiện tại thôn thôn còn đang ở bên ngoài dốc hết toàn lực kéo dài thời gian hắn nơi này nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nếu không thì một khi thôn thôn bị những đốm trắng kia ăn mòn hậu quả cũng khó mà nói rõ được chu nguyên hít sâu một hơi bấm tay chỉ một cái chỉ thấy tứ thánh văn lướt đi rồi nhanh chóng vọt vào trong thất thải lưu ly hồ lô kia huỳnh sau khi tứ thánh văn tiến vào thất thải lưu ly hồ lô kia lập tức trở nên lộng lẫy hơn có vệt sáng kia xoay quanh ở trong đó từng đường vân cổ lão không ngừng hiện lên rồi lại biến mất ở trên mặt ngoài hồ lô cùng với đó thì thân hồ lô đồng thời cũng rung động dữ dội Chu Nguyên có thể cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng đang nhanh chóng dựng dục ở trong đó. Chỉ có điều loại thai ngén này kéo dài tới tận mười mấy hơi thở rồi vệt sáng kia đúng là theo thời gian dần trôi qua mà dần có dấu hiệu ảm đạm, nguyên khí không đủ. Chu Nguyên liếc mắt, cái là đã nhìn ra vấn đề. Lúc này tâm niệm vừa động, Nguyên Anh đã xuất hiện ở chỗ đỉnh đầu, sau đó mở miệng nhỏ ra, một luồng nguyên khí có màu bạch kim, tự như là khói bụi được Nguyên Anh phun ra, rơi vào trong thất thải lưu ly hồ lô trong luồng nguyên khí màu bạch kim kia hình như có vô số điểm sáng đang lóe lên nhìn như chỉ là một luồng nhưng lại là một phần tinh hoa do vô số nguyên khí của chu nguyên biến thành mà sau khi nguyên anh phun ra tinh hoa nguyên khí của bản thân sắc mặt của chu nguyên cũng lập tức trở nên tái nhợt mức tiêu hao này còn nhiều hơn lúc kịch chiến với uyên tuyển kia tới mấy lần có được một luồng nguyên khí mênh mông tinh thuần như vậy gia nhập vào thất thải lưu ly hồ lô nguyên bản có chút ảm đạm kia lại lần nữa rực sáng lên mặt ngoài hồ lô tự như là có hình ảnh những ngôi sao trật hiện Tạo thành cảnh tượng tinh không vô tận, huyền diệu khó lường, nhưng vào lúc này sắc mặt của Chu Nguyên lại có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, số lượng nguyên khí thất thải lưu ly hồ lô này cần có thật sự là quá mức khổng lồ. Bây giờ, hắn đã truyền hơn 7 phần 10 nguyên khí trong cơ thể rót vào rồi, nhưng thất thải lưu ly hồ lô vẫn như cũ là không có dấu hiệu là sẽ đình chỉ hấp thu. Nếu cứ tiếp tục như thế, thất thải lưu ly hồ lô này chỉ sợ thật đúng là có thể sẽ triệt để rút khô hắn. Ánh mắt của Chu Nguyên lấp lóe, chợt hắn trầm giọng nói: "Thôn thôn" nuốt cả ngân ảnh vào đây hắn vừa dứt lời thì không lâu sau không gian khẽ ba động một vệt sáng màu bạc rơi xuống phía dưới đương nhiên đó là ngân ảnh chu nguyên nhanh chóng kết ấn từ trong cơ thể của ngân ảnh lập tức có nguyên khí cuồn cuộn gào thét lao ra cuối cùng chui vào trong thất thải lưu ly hồ lô mà sau khi nguyên khí đều bị rút ra chỉ thấy ngân ảnh rốt cuộc cũng không duy trì nổi hình dạng nữa thân thể trực tiếp là bị hòa tan cuối cùng biến thành một quả cầu màu bạc ngay cả ánh sáng ở tại mặt ngoài đều là trở nên ảm đạm chu nguyên vung tay áo lên thu hồi quả cầu màu bạc, trong mắt hiện lên biểu cảm đau lòng, lần này rút nguyên khí từ trong ngân ảnh ra tất nhiên sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với nó. Sau này muốn bổ sung trở về thì sợ là phải cần một khoảng thời gian, chẳng qua hiện nay tình huống nguy cấp, làm như vậy cũng là do không có cách nào khác. Chu Nguyên cũng không phải là hạng người không quả quyết, lấy hay bỏ tự nhiên là lựa chọn được, mà sau khi hấp thu toàn bộ nguyên khí trong ngân ảnh thì thất thải lưu ly hồ lô ở trước mắt kia rốt cục không còn tàn mát ra loại cảm xúc khao khát kia nữa chỉ thấy mặt ngoài hồ lô có vầng sáng kia hiện lên, ánh mắt của Chu Nguyên xuyên qua miệng hồ lô nhìn vào trong, tựa như là nhìn thấy một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên trong tinh không. Ánh sáng đến từ vầng mặt trời kia chói đến mức làm cho Chu Nguyên có cảm giác con mắt của mình đã bị đốt thương. Ba động bộc lộ ra kia cũng làm cho trong lòng của Chu Nguyên có chút rung động. Bộ nguyên thuật này chỉ sợ đã có thể xâm nhập cấp độ siêu cấp thánh nguyên thuật rồi. Ánh mắt của Chu Nguyên chớp động. Ở trong tất cả các át chủ bài của Chu Nguyên thì hắn cảm giác có thể so sánh cùng bộ nguyên thuật này e rằng cũng chỉ có duy nhất bộ tổ long bàn thiên thuật kia rồi cả hai thi triển đều gian nan cùng hà khắc không gì sánh được chu nguyên giữa bàn tay ra trịnh trọng giơ thất thải lưu ly hồ lô lên đây chính là sát chiêu mà hắn dốc hết toàn lực chuẩn bị tiếp đó thắng bại chính là dựa vào át chủ bài này rồi giống trong pháp vực xám trắng tiếng gầm gừ như sấm rền của thôn thôn vẫn còn đang quanh quẩn liên tục không ngừng có tượng sáp đánh tới cuối cùng là đều bị thôn thôn càn quét chỉ có điều càng chiến đấu này lâu thôn thôn cũng phát giác được thân thể của nó càng ngày càng nặng tựa như là có một ngọn núi khổng lồ đang đè lên người ép nó tới khó mà động đậy nếu như là nó có pha chướng thánh văn thì là có thể phát hiện bây giờ mặt ngoài thân thể của nó cơ hồ đã hiện đầy điểm lấm tấm màu trắng trên hư không nhìn qua cảnh tượng này quyên tuyền cũng nỏ nụ cười lạnh lùng độc nến đã sắp triệt để bao phủ thân thể của thôn thôn rồi mà cho đến khi một bước này hoàn thành như vậy ý thức của thôn thôn liền sẽ bị phong ấn đến lúc đó bộ thân thể thánh thú này cũng sẽ trở thành khôi lỗi chỉ nghe hiệu lệnh của hắn ngay cả thánh thú thì trung quy lại cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Nguyên Tuyền khẽ cười một tiếng, trong mắt có biểu cảm khinh mệt hiển hiện. Người cũng đừng trách ta, muốn trách thì nên trách Chu Nguyên kia không biết trời cao đất rộng. Trước đây ta đã cho hắn cơ hội đào mệnh, hắn nhưng không có nắm chắc, ngược lại còn chủ động mò tới khu vực hải tâm này. Phun tên kia ra đi, đừng tưởng rằng trốn như rùa đen thế kia là có thể tránh được kết cục tất yếu. Nếu hắn dám đến khiêu khích, tự nhiên cũng nên minh bạch sẽ phải bỏ ra cái giá gì khi thất bại Giọng nói của hắn rơi vào trong tai của Thôn Thôn ở phía dưới nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng giống giận dữ, đôi mắt thú lóe lên hung quang kia nhìn chằm chằm vào Uyên Tuyển, quả thật là xúc sinh, ngu xuẩn mất khôn, Uyên Tuyển lắc đầu, phung tay áo lên, chỉ thấy đại quân tượng sáp kia lập tức lao lên, cuốn theo sát khí ngập trời, đánh tới Thôn Thôn, Thôn Thôn giống to, cho dù thân thể nặng nề như núi, nhưng nó vẫn như cũ là không có lui ra phía sau nửa bước, đôi mắt thú nhìn chằm chằm vào đại quân tượng sáp đang vọt tới kia, chỉ có điều khi thôn thôn vừa định nghênh chiến thì từ trong cơ thể của nó có một giọng nói vang lên được rồi nghe được hai chữ này thôn thôn có chút do dự nhưng rồi sau đó nó cũng hé miệng ánh sáng màu đen ở trong miệng hóa thành vòng xoáy sau một khắc có một bóng người mãnh liệt bán ra rốt cục đi ra sao con ruồi nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này Nguyên tuyền lập tức cười nói bóng người kia hiện ra ở giữa không trung rồi biến thành thân hình của chu nguyên ánh mắt của hắn khóa chặt Nguyên tuyền trên hư không ánh mắt hờ hững bàn tay chậm rãi nâng lên ở trong lòng bàn tay thất thải lưu ly hồ lô kia sáng lấp lóe Quyên tuyền cũng phát hiện thất thải lưu ly hồ lô kia ánh mắt ngưng tụ nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại bởi vì từ trên hồ lô kia hắn cảm giác được một ba động khiến cho trái tim của mình đập nhanh hơn một chút nhưng mà còn không đợi hắn cẩn thận cảm ứng trung nguyên đã hít sâu một hơi một tay dựng thẳng đứng lên ở trước ngực bàn tay còn lại khẽ vung lên thất thải lưu ly hồ lô chậm rãi dâng lên ở vị trí miệng hồ lô kia có hào quang thần dị nổi lên nhẹ nhàng xoay tròn cuối cùng mơ hồ tựa như là tạo thành một con thoi màu đỏ hồng, dài khoảng 3 tấc, sau khi con thoi màu đỏ hồng kia xuất hiện, hư không chỗ Trung Nguyên đang đứng dường như bắt đầu băng liệt, có một luồng sức mạnh kinh khủng đến mức không có cách nào để hình dung chậm rãi tỏa ra, giờ khắc này, sắc mặt của Uyên Tuyền Rốt Cục đã biến đổi, trong mắt có biểu cảm kinh hãi như biển gầm sóng cả hiện hiện, hiển nhiên là từ trong con thoi xuất hiện nơi miệng hồ lô kia, hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, mà cũng chính là vào lúc này Giọng nói bình tĩnh nhưng lại có sát ý lạnh lẽo lưu chuyển kia của Chu Nguyên lặng lẽ vang lên. Đây là thất thải Trảm Thánh Hồ Lô, đại nhật Trảm Thánh toa, xin các hạ lưu lại mạng chó. Video tập 257 bộ truyện Nguyên Tôn kết thúc ở đây nhé, tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Kỳ Quy Truyện.